Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 5 Hải Giác Ma Cung. Tác giả Lã Phi Khanh, diễn và đọc Chương Vũ. Lão thần tăng lúc này chỏ ngón tay chỉ sang Hồng Thế Diệp Nương, cất giọng nói như ngàn mũi thép nhọn. Yêu nữ, ta đã tha cho bao nhiêu lần rồi, không trị tội, sao bây giờ lại dám dùng tà học để mưu tàn hại sinh lực của người hả? Thế Hùng chồm tới hỏi. Tàn hại sinh lực? Phong Tăng Nhất Phàm thương hại nhìn Thế Hùng giải nghĩa. Yêu nữ có tuyệt kỹ thông linh dâm độc, là mỗi khi thụ hưởng sinh khí của một kẻ nào thì nhất định sẽ rút hết nguyên thần, khiến cho kẻ đó chết lần chết mòn như cây khô thiếu nước vậy. Nhất là đối với những trình nam. Kinh ngạc thoát phàm, Thế Hùng buộc miệng kêu lên. Tà độc kinh hồn. Khi ấy Hồng Thể Diệp Nương tràn thân hình sang một bên, giọng nói trở nên khiếp hồn hơn. Cuồng tăng, người chớ có lên mặt thị hùng. Hôm nay đây, nếu không khôn hồn tránh đi nơi khác, thì trưởng lực này không nể mặt bất cứ một ai. Và bãi bình xa kia chính là mộ địa cho lão đó. Phong Tăng Nhất Phàm phóng cặp mắt tinh lực, ngời công lực để chống đối với tình quang của Hồng Thể Diệp Nương. Giọng nói bật lời khinh mạng. Chắc hẳn sau một thời gian, yêu nữ đã công luyện một tuyệt pháp gì đó nên mới lên mặt như vậy. Nhưng đối với ta, những trò ma mi này thải đều vô nghĩa. Theo đó có khôn hồn hãy cúi lại ta vì đức hiếu sinh của Đức Phật Tổ mà làm ngơ cho một lần sau cùng. Núi đổ trên đầu, hiển nhiên lời nói của Phong Tăng Nhất Phạm đã thị Hồng Thể Diệp Nương như cỏ rác. Chỉ một cái búng cũng đủ làm cho nàng ngã quay ra chết, không kịp kêu lên một tiếng trên vũng máu. Hồng Thể Diệp Nương nghiến răng trèo trẹo, nét hoa bỗng sáng vẻ hồ ly tinh. Kéo dội song chưởng lên khoa một nửa giọng, rồi thét vào mặt của đối thủ. Cuồng tăng, người hãy đón nhận chưởng lực của ta đi. Rồi mấy tiếng ào ào vang lên, chưởng thế rộng chừng một trượng, tụ như phấn rũ trong mây. Phát tiếng rợn hồn úp chụp đến đối vị thần tăng một cách khủng khiếp. Bạch đài lạc thai. Đồng trong tiếng thét, Phong Tăng Bất Phàm thoáng nhận ra rằng đối thủ đã hạ ngón tối độc hiểm nên không dám khinh thường. Ông kéo tạc thân mình qua một bên, song chưởng đẩy ra. Một màn mây mỏng phơi phới chuyển động nhắm chưởng đạo trắng đục mà hút vào. Đùng, âm âm. Mặt đất chấn động mãnh liệt, tùng cát bốc mờ một chu vi gần hai trượng. Dư lực muốn mặt nước nổi sóng rào rào, hàng thủy tùng nghiêng ngửa. Nhìn lại tràng đấu, thân hình của Hồng Thể Diệp Nương vẫn không xê dịch một ly. Trong khi đó thì Phong Tăng Nhất Phàm phải thối lui hai bước. Theo đó đã rõ ràng, yêu nữ đã thắng được một ngón chiêu đầu tiên vậy. Nhưng phía bên kia đấu tràng, Phong Tăng Nhất Phàm kịp nhận ra Hồng Thể Diệp Nương đã trở nên một nhân vật đáng kể, không còn như ngày xưa nữa. Với ý niệm như vậy, Phong Tăng Nhất Phàm kêu lên. Quả nàng đã buộc ta phải tuyệt tình rồi đó. Đồng trong câu nói, thân hình của Phong Tăng Nhất Phàm đã thối lui hai bước, thét rợn hồn. Song chưởng đưa ra một luồng ma phong đen kịch, phát tiếng âm hồn. Chưởng hình như mây tuôn gió cuốn ầm ầm đổ đến phương vị của đối phương. Bạch đài lạc thai cũng thoát nhanh ra khỏi chưởng trung. Ầm! Rồi mấy tiếng rào rào vang lên, mặt nước dựng lên hai thước, bắn giọt vào đất liền phủ chụp đám thủy tùng nghe ầm ầm. Áp khí kinh hồn dội ngược trở lại đẩy Hồng Thể Diệp Nương hơn nửa trượng. Huyết mạch chấn động đến phải khạc ra một búng máu đen kịch. Khi ấy thân hình của Phong Tăng Nhất Phàm dao động một lượt, rồi im như bàn thạch. Thế Hùng chứng kiến ngọn đường chiêu liễu đạo nhị nguyên của Phong Tăng Nhất Phàm đã từng khống chế độc tâm cuồng khách và phụng hoàng ma cơ Nhạc Tú Quanh. Nếu không kinh ngạc cho lắm khi thấy Hồng Thể Diệp Nương không đỡ nổi làn chiêu thần tốc đó. Khi ấy Hồng Thể Diệp Nương đã lấy lại thăng bằng, trong cơ tướng liền xả thân pháp qua một bên. Giọng nói của bà ta trở nên quán độc. Cuồng tăng, tài người đã nhúng vào máu. Ta thề lấy máu báo hận này.
ngã Phật từ bi, người đã nói quá lời rồi đó. Hồng Thái Diệp Nương không nhịn một nửa câu. Rồi đây, ngươi sẽ nhận chịu một hậu quả tài đình nếu như ngươi can thiệp vào câu chuyện của ta ngày hôm nay. Một thoáng kinh động trước lời nói của Hồng Thái Diệp Nương, hiển nhiên không phải là lời hăm dọa bâng quơ. Phong Tăng Nhất Phàm thâu hồi thế công lại, bước sang Tả Vật đánh giọng hỏi. Mà nữ, ngươi định dọa nạt ta sao? Bình sinh, Hồng Thái Diệp Nương này có sợ gì ai mà phải hăm dọa? Ta chỉ cần thiết nhắc lại rằng, lão đã phải nhận chịu một mối oan lương nếu chạm phải tay ta ngày hôm nay. Bên ngoài tràng, Thái Hùng bốc giận khi nghe thấy những lời nói ngông ngạo của Hồng Thế Diệp Nương. Chàng xê thân mình, tiến vào giữa tràng rồi giọng rỗn rãng nói. Mà nữ, chớ có ngông cuồng mà dông mạng. Hồng Thế Diệp Nương chợt nhìn Thái Hùng một lượt, rồi cất giọng băng sương. Số kia kể như đã dứt. Nếu như không theo ta thì nhận lấy định mạng tàn khốc mà thôi. Không dừng lại được nữa, Thái Hùng dựng chưởng vào mặt của Hồng Thế Diệp Nương thét như rợn người. Nếu như ngươi còn dở luận điệu dâm đảng như vậy thì chớ có trách ta vô nghĩa. Hồng Thế Diệp Nương đanh giọng khiêu khích. Không biết ngươi có đủ sức giết ta chăng mà múa mồm khô mép như vậy. Thái Hùng không còn ngăn chặn được bầu không khí sôi sục như chế dầu. Chàng nhấc mình đến sát bên Hồng Thế Diệp Nương. Nhưng ngay khi chàng vừa đến nơi, Hồng Thái Diệp Nương đã chuyển động song chưởng thành hai dòng nguyệt tròn thần hóa đẩy ra. Mấy tiếng ào ào vang lên, khói đỏ ngùn ngụt bốc ra trong phút chốc. Gặp gió mở rộng ra kinh hồn, phủ chụp xuống đầu của Thế Hùng. Phong Tăng Nhất Phạm kêu lên, tiểu tử hãy phòng độc khí đi. Đến khi ấy thì Thế Hùng mới cảm thấy chấn động tâm hồn. Chàng lắc ngang thân hình, dùng tuyệt pháp truy phong bộ ảnh thoát thân ra khỏi vùng tà mỹ, nhưng đã quá trễ rồi. Chỉ nghe thịt một tiếng, thân mình của Thái Hùng chưa kịp bốc lên đã đánh thịt xuống mặt đất cát trắng vì hít nhầm độc khí của Hồng Thế Diệp Nương. Nhanh như xét giật lưng trời, Hồng Thế Diệp Nương lặng nhìn trong vùng khói mê tiến đến sát bên Thái Hùng. Phong Tăng Nhất Phàm thoáng biết ý định của đối phương, lão đạo thét lên một tiếng như sấm nổ, dung mạnh thần chưởng. Cáo lỗi, chuyện bị mất trang. Hồng Thái Diệp Nương đã chết rồi sao? Không, ma nữ ấy đã chạy thoát rồi. Thế Hùng thốt nhiên kinh ngạc, tiền bối tha mạng cho ả sao? Phật ngã dị tha, con người thế nào rồi cũng trở về với thiện tánh. Nếu mỗi lần làm lỗi mà trừng phạt thì làm thế nào cải hóa được người khác? Thế Hùng ra chiều suy nghĩ về lời nói của Phong Tăng Nhất Phàm, rồi bỗng đanh giọng nói. Tiểu tử thề sẽ tàn sát tất cả huyết hải thù nhân. Phong Tăng Nhất Phàm chuyển thân mình sang một bên, trừng trừng thần nhãn vào mặt của Thế Hùng. Tiểu tử hãy xem trọng khẩu nghiệp của mình. Sức lực của ngươi còn non kém, kinh nghiệm không một mái mài với bầu hùng khí, ta e chỉ chút lấy thảm trạng mà thôi. Thế Hùng cúi đầu không đáp, vì chàng thoáng biết rằng Phong Tăng Nhất Phàm muốn nói đến hành động ngông dại của chàng khi nãy. Nếu không có lão tăng thì hắn bây giờ đã lọt vào tay dâm nữ, chưa biết số phận sẽ ra sao. Phong Tăng Nhất Phàm nhìn ánh mắt thiếu niên, biết chàng đang suy tư nên nói rõ từng âm một. Chốn giang hồ không biết làm sao thông ảo, ta cần thiết bảo rằng người hãy coi trọng thân danh để thi hành những điều thiện hợp với lẽ trời. Và chẳng biết sao mẫu thần chết, tiểu tử đã gặp gia phụ chưa? Ta nghe nói Ngọc Diên thần thư đại hiệp đã thoát thân khỏi Nhạc Gia Trang và rong ruổi đi tìm tiểu tử rồi. Nghe thấy lão tăng nhắc đến gia phụ, thấy hồn bỗng soi sụt hận thù, giọng nói âm hồn ghê khiếp. Gia phụ đã chết rồi, chết ở dưới tay của Đông Phương Gia Bảo. Chết rồi? Đúng như vậy. Và tiểu tử đã mai táng ở ngọn đồi quan cách Đông Phương Gia Bảo chừng trăm dặm, tên gọi là Thảo Dạ Bình. Giọng nói của Thế Hùng trở nên kinh khiếp. Tiểu tử thề sẽ đến Đông Gia Bảo để uống máu kẻ thù. Phong Tăng Nhất Phạm cất giọng. Tiểu tử, việc gia thù là bổn phận của hiếu tử, nhưng ta cần thiết nói rằng tài học của ngươi còn thấp kém.
Nếu như cuồng hận thì ta e rằng không còn tính mạng đó. Cần thiết là bây giờ tìm về Khương Trang Điện ẩn náu một thời gian, chờ các lão minh trực chốn giang hồ đang lưu tâm đến mối quyết án tài đình để giải quyết cho người. Thấy Hùng cắn chặt, đôi môi hầu như muốn phúng máu ra. Tiểu tử thấy cần thiết phải tìm đến Đông Phương Gia Bảo, vì theo như cái chết của gia phụ, tiểu tử đoán rằng Đông Phương Gia Bảo chính là thủ phạm. Ngừng đi đôi khắc, Thế Hùng thắc mắc hỏi: Dám thưa thần tăng, có biết gì đến danh cửu âm linh giả không? Tại sao ngươi hỏi ta điều này? Thế Hùng nói: Trước khi trút hơi thở cuối cùng, gia phụ có trăn trối kẻ tuyệt thù là cửu âm linh giả. Đôi lông mày cước của thần tăng co rúm lại, ra vẻ trầm tư một lúc lâu rồi mới thẳng thốt nói: Từ khi ra chốn giang hồ đến giờ, ta chưa hề nghe thấy cái tên cửu âm linh giả. Nhưng ta hứa là sẽ truy tầm cho tiểu tử người cái tính danh kia. Rồi bỗng nghe dút một tiếng, từ trên bóng cây xanh mướt, một bóng người cắm dút thân hình xuống tràn, cách Phong Tăng Nhất Phàm và Thế Hùng khoảng chừng một trượng. Hải Mà giáo chủ! Ô, tà thần kia! Thế Hùng cảm thấy toàn thân chấn động vì sự xuất hiện thình lình của nhân vật thần khiếp nhất võ lâm. Toàn thân khuất kính một chiếc áo đen kỳ quái. Khi vừa đáp thân mình xuống tràn, Hải Mà giáo chủ đã phóng kỳ quang chiếu thẳng vào nhãn lực của Thế Hùng như muốn đớp hồn chàng trong cái nhìn tanh máu đó. Và vị tà thần cất giọng âm hồn: Tiểu tử số người đã tận! Cánh thủ đưa lên, luồng ma phong khủng khiếp nổi lên quần quật nhắm ngay thân hình của Thế Hùng mà cuốn tới. Thế Hùng thấy mình cần phải đưa ra một ngón chiêu thử xem công lực sau ngày tu luyện thầm kín và hấp thụ thần dương do Hồng Dương quyết lộ cung ứng, nên kéo dội sông trưởng lên. Toàn thân của Thế Hùng tọa thấp xuống theo thế ưng trảo, toàn bộ chân lực triệu tập chớp nhón lên sông trưởng, thét lên một tiếng rồi đẩy ra một luồng kình lực. Mấy tiếng ào ào vang lên, chưởng đạo của Thế Hùng hung bạo thoát ra ngoài nhặt, nhắm ngay khí đạo của Hải Ma giáo chủ mà trút vào như sấm sét. Ầm bùng, thân hình của Thế Hùng bắn ngược trở lại chừng một trượng, huyết mạch chấn động đến phải ói ra một búng máu đen đặc. Hải Ma giáo chủ tràn thân mình tới, Phong Tăng Nhất Phàm tiến sâu vào đấu tràng, đanh lạnh giọng nói: Giáo chủ đã ra tài quá ác độc rồi. Hải Mà giáo chủ ngừng đứng thủ pháp lại, y phóng cặp tinh quang sáng ngời như đầy ma lực, nhìn vào Phong Tăng Nhất Phàm, giọng nói trở nên khiếp hồn, nghe như tiếng ma kêu quỷ hú ngoài trang ngộ: Tiểu mà với ta có một mối quan hệ, còn tăng ngươi hãy mau khôn hồn lui về am cỏ cho xong đời chuông mỏ đi, bằng trái lại ta e rằng vàng đá cũng tiêu tàn đó. Phong Tăng Nhất Phàm cao bén cặp lông mày, giọng trở nên chắc nịch như thần chảo: Lão nạp đã trót cẩn hứa với kẻ chết rằng sẽ bảo vệ an toàn cho tiểu tử này, thì không thể cho bất cứ một ai hãm hại nó cả. Tình hình bây giờ trở nên ghê rợn vô cùng. Hiển nhiên theo lời nói đó, Phong Tăng Nhất Phàm đã kiên quyết bảo vệ tính mạng cho Thế Hùng trước cơn nguy hiểm này. Hải Mà giáo chủ gầm lên như quỷ độc: Người muốn chết mà! Cánh chưởng xù xì thoát ra khỏi cái bao vải, xẹt thẳng đến Phong Tăng Nhất Phàm nhanh như ánh chớp. Một thoáng chấn động trước lối tấn công tà mị của vị tà thần này, Phong Tăng Nhất Phàm miệng kêu lên một tiếng, toàn thân pháp như ánh lưu linh bắn dục ra bờ sông né tránh đường đạo kinh hồn. Ầm! Bầu không khí dao động vì chưởng phong của Hải Ma giáo chủ công hụt chạm vào thân cây thủy tùng, phát nổ lên một tiếng đánh bật tung cả gốc lẫn rễ lên trời. Không đợi cho đối phương kịp thời phản ứng, Hải Ma giáo chủ xẹt thẳng đến bên Phong Tăng Nhất Phàm. Tả chưởng quét thêm một làn sấm sét. Bên kia tràng, Quỷ Đạo Nhị Nguyên cũng kịp thoát nhanh ra làn khói đen âm hồn, mở rộng như mây cuốn hút mạnh vào làn chớp thần quá của vị tà thần kia. Ầm, đùng đùng. Mặt đất thải đều chấn động vì chưởng phong chạm nhau quá khủng khiếp trên bầu khí quyển. Cánh rừng như quật về thứ gió bão ùn ùn, cát bụi mù mịt một góc trời.
khiến cho dù khoảng thời gian giữa trưa mà tưởng như ngài đã về hoàng hôn vậy. Trong tràng đấu, hai đối thủ thải đều thối lui trở lại đôi bước, lập thế an bằng trên phương vị như cũ. Phong Tăng Nhất Phàm qua một ngón chiều công chạm chấn động toàn thân. Ông nghĩ rằng nếu không đưa ra tuyệt chiều hẳn khó lòng mà hãm khốn nhân vật tà mỹ. Lão thét lên một tiếng rồi di động thân hình như một chiếc bóng quang hồn. Âm! Hữu trưởng đi từ dưới lên, làn mây đen kịch phát tiếng âm hồn ghê khiếp. Trưởng đạo lần đến phương vị tà thần nhanh như ánh chớp ở trên mây, không còn có một vận tốc nào nhanh hơn thế được. Tả trưởng huy động mà phòng tàm thể bay ra luồng mây mỏng tựa như lụa, phơi phới chuyển động. Hải ma giáo chủ rống lên một tiếng thất thanh, song trưởng dựng lên một cách thần tốc, hai ánh chớp nhoáng ra. Thấy hồn chấn động toàn hồn trước lối phản công tối độc của tà thần, mồ hôi của chàng rịnh trà chảy ở trên trán, chàng lo thầm cho số mạng của thần tăng. Đất trời đảo lộn đến kinh hoàng, do lực trưởng phong hốt gió thổi ầm ầm trên bầu trời, ngàn tia sáng như chằng chịt nhằm vào chưởng thế đen kịch trông thật khủng khiếp. Thân hình của hải ma giáo chủ gạt qua một bên, chấn động như tàu non trước gió bão. Trong khi Phong Tăng Nhất Phàm thối lui ba bước, thần sắc chuyển động, trông thấy một vài huyết đạo đã bị bế tắc, huyết mạch cuồn sôi đến phải khạc ra một cục máu đông đặc. Hải ma giáo chủ lắc mạnh thân hình, ngón chỉ nhắm vào thế hùng cắm tới như một mũi tên mà, tâm linh tán loạn. Đang theo dõi trận đấu giữa hai nhân vật tài học tuyệt vời giá trời lấp biển, thế hùng cảm thấy ngoài đám lửa nổ ra trước ngón chỉ thảm khốc của đối phương, chàng không còn chuyển động kịp trước thân pháp kỳ ảo của hai ma giáo chủ. Toàn thân rạp qua một bên như cành cây gió né tránh, đồng thời lắc mạnh thân mình. Nhưng ngay khi vừa thoát ra khỏi vòng tử quang của ngọn chỉ phong, thân hình của Thế Hùng chưa kịp biến theo thân pháp tri phong bộ ảnh, hãy mà giáo chủ tung ngọn thiết cước vào ngực của chàng trai một cú sấm sét, tưởng chừng như có thể đá tan khối đá khổng lồ được. Thế Hùng thét lên một tiếng thất thanh, rồi bình. Thân hình của Thế Hùng văng bắn ra một trượng, dính vào một gốc cây và rớt đánh phịch xuống mặt cát trắng, lăn lộn như một con rắn bị đập đầu. Hải ma giáo chủ rống lên một tiếng xô thân mình lao tới. Bên kia đấu trường, Phong Tăng Nhất Phàm không dám chậm trễ, xòe năm ngón chỉ phong theo thế ngũ hành bắn về phía hải ma giáo chủ năm luồng đèn kịch. Hải ma giáo chủ hú lên một tiếng như giá băng, phóng dứt ra ngoài một trượng, vượt ra dùng công kích của Phong Tăng Nhất Phàm vừa bắn xạ tới như tử đạn. Phong Tăng Nhất Phàm chỉ chờ có thế thôi, phóng sát mình đến bên Thế Hùng đang nhóm từ từ thân mình dậy, tay ôm ngực phúng ra một búng máu nhộm đỏ cả thảm cỏ xanh. Phong Tăng Nhất Phàm không dám khinh thường, chỉ hơi cúi đầu xuống thò tay đỡ chàng trai, còn đơn chưởng kia lập theo thế đề đao chờ chưởng chiêu thảm liệt của đối phương như sấm sét nổ ra. Trong khi đó thì Thế Hùng cảm thấy ngực nát ra ngàn mảnh vụn, nhưng nhờ chiếc dân y bằng một lõi chỉ khá lạ lùng che chở phần trước của ngọn cước thần sầu của vị tà thần kia, hãy mà giáo chủ chống thân mình lên, trận hai ánh mắt sáng rực tinh hoàng xạ ngay hai luồng nhãn tuyến lạnh lẽo vào Phong Tăng Nhất Phàm mà rít lên như tiếng quan hồn dưới âm ti vậy. Đột nhiên thân hình của hải ma giáo chủ bắn giọt lên như chạy thoát vậy. Phong Tăng Nhất Phàm lòn tay đỡ Thế Hùng lên. Thế Hùng kêu lên một tiếng vì nhận thấy nhân vật khủng khiếp đã chuyển thân hình như chiếc cầu vồng cắm sát vào Phong Tăng Nhất Phàm. Thủ chỉ chĩa ra ngàn móng nhọn khoa dòng bán nguyệt, biến ra ngàn dấu chụp xuống đầu của đối phương như một mạng lưới tử thần. Thất kinh hồn vía, miệng thét lên, thân hình của Phong Tăng Nhất Phàm kéo theo Thế Hùng lẹ làng như quan hồn uông tử, vượt ra ngoài một trượng, né tránh chiêu thức kinh hồn dạch sâu dưới tốc độ khôn lường. Hải ma giáo chủ gầm lên một tiếng mang dại, lắc mạnh thân hình tan mất vào khoảng rừng cây trùng điệp, để lại cho hai đối thủ một phen chấn động mãnh liệt trước những thế công tà mỹ nhất trần đời. Bầu không khí trở lại an hòa, Phong Tăng Nhất Phàm bỏ Thế Hùng ra trầm ngâm nói:
rõ ràng là một nhân vật kỳ quái. Nhưng trong khi ấy thì Thái Hùng còn đang nghĩ ngợi về thân pháp ghê hồn của Hải Ma giáo chủ vừa thi triển. Thái Hùng ngẫm nghĩ, ngón chiêu kia sao như tuyệt pháp của dân y Lôi Vũ đã từng dùng để chẻ xác tên hảo hán ở địa vực dạo nào, không lẽ là... Thoáng thấy nét suy tư ở trên mặt của Thái Hùng, Phong Tăng Nhất Phàm cất giọng gạn hỏi, điều gì mà tiểu tử ngươi trầm mặc như vậy? Thái Hùng liền nói ngay ý nghĩ của mình, nhưng khéo lái sang chiều hướng khác. Cũng nhờ có chiếc áo của dân y Lôi Vũ che chở, nếu không thì tiểu tử đã dòng mạng dơi ngọn thiết chưởng vạn cân ấy rồi. Dân y Lôi Vũ, tiểu tử đã gặp nàng ở một dạo nọ bên bờ Lạc Thủy. Nhờ có người ấy giúp, nếu không tấm thân này đã làm mồi cho thú ở vực sâu rồi. Chẳng hai thần tăng có biết nàng hay không? Phong Tăng Nhất Phàm nói rõ ràng từng âm một. Dân y Lôi Vũ là nhân vật trẻ tuổi nhất trong võ lâm thất kỳ. Nàng xuất hiện từ 3 năm nay với một thân pháp kỳ ảo hiếm có, nhưng tánh tình cô độc không thích giao hảo với ai, nên lão tăng không hề biết đến tung tích của nàng. Thế Hùng không chờ cho Phong Tăng Nhất Phàm kịp nghĩ, liền lên tiếng hỏi tiếp. Chẳng hai nàng thuộc hạng người nào trong hai đạo Hắc Bạch vậy? Không ngăn được vẻ ngạc nhiên, Phong Tăng Nhất Phàm hỏi nhanh, tiểu tử định nói điều gì mà hỏi như vậy? Thế Hùng im lặng một lúc rồi ngập ngừng, tiểu tử có điều nghi ngại. Điều chi người có thể nói với ta chăng? Thế Hùng rắn giọng lại, tiểu tử thoáng nhận thấy Hải Ma giáo chủ có tuyệt chiêu giống như dân y Lôi Vũ vậy. Sao? Người nói Hải Ma giáo chủ có thể là dân y Lôi Vũ sao? Không, tiểu tử không có định nói như vậy. Chỉ so sánh vài ngón chiêu của hai nhân vật đó mà thôi. Phong Tăng Nhất Phạm trầm tư một lúc, rồi trầm giọng nói, không thể như vậy. Dân y Lôi Vũ xưa nay nổi tiếng là một con người hành hiệp. Chỉ có khoảng thời gian sau này, nàng ít xuất hiện trên giang hồ. Nhưng có thể nào là nhân vật tàn khốc như vậy chứ? Theo ta chắc, có sự trùng hợp về chưởng đạo thôi. Chớ có nghi ngại cho người mà mang tội trước công đạo võ lâm. Thế Hùng chừng như đeo đuổi một ý nghĩ xa vời, chàng lẩm bẩm, cách đây chừng 1 tháng, Hải Ma giáo chủ xuất hiện quả thiêu Khương Trang Điện ở Hắc Lâm. Tiểu tử nhận thấy ác ma dùng chiêu liệt âm tà hồn lôi nộ, sao bây giờ chuyển thành lôi chưởng như thế, nên mới kinh dị một chút mà thôi. Phong Tăng Nhất Phàm đưa đôi mắt triều mến nhìn Thế Hùng, cất giọng ôn tồn của kẻ bề trên. Giang hồ có lắm điều quyền quát khôn lường. Ta cẩn trọng khuyên người hãy lo giữ gìn số mạng tròn viên mãn. Thôi, hẹn tái kiến vậy. Rồi dứt một tiếng, thân hình của Phong Tăng Nhất Phàm vẽ một bóng mờ đến cuối tầm con mắt mờ tan trong ánh tà quy. Cánh rừng im liềm theo vào hư vô, chàng trai đứng im như một tượng gỗ, hồi lâu rồi rít giọng lên, Đồng Phương Gia Bảo. Tức thì Thái Hùng lắc mạnh toàn thân hướng về phía Đồng Phương Gia Bảo, đi như gió cuốn mưa xa. Vượt đồi vượt núi, tiến dần vào vùng đằng gian, nhanh như ánh chớp. Rừng núi thâm u vắng lặng, khói từ đáy lòng sông Bích Ngọc dâng lên quần quật, hòa khắp cành cây kẽ lá như rên rỉ đau hờn cho số kiếp mong manh. Cánh rừng thủy tùng chìm sâu vào đêm tối, gió lên, màn đêm rủ, cánh áo đen bao trùm vạn vật. Thế Hùng dầm đêm sương lạnh, tiến vào đằng gian thành, vào tối canh ba. Chỉ còn vài chục dặm là chàng đến Đông Phương Gia Bảo, toàn thân dù lạnh giá, vì khí trời đang dần lập đông. Nhưng Thế Hùng không dừng lại tại một tử điếm nào của nội thành sung túc, của vùng duyên hải này, mà chàng lần theo lối nhỏ bắn mình dèo qua sông Nhật Lệ đến Đông Phương Gia Bảo trong ánh chớp. Chỉ vài chớp mắt, Thế Hùng đã trông thấy một dải trang trại liền nhau dưới rặng phi lao xanh rì, im liềm dưới tàn sương dày đặc như sữa đông. Đông Phương Gia Bảo, một dải trang trại xây cất toàn thứ gỗ quý, không hư một trong nước. Chiêm ngự diện tích chừng 20 trượng vuông, giữa cánh đồng sình
lầy tên gọi là Lưu Hà Trầm Sa. Theo đó từ độc đạo muốn ra Đông Phương Gia Bảo phải đi qua một lối đi trên bằng gỗ trên mặt sông cạn nhánh. Một thứ nước ghê hồn, nếu chẳng may mà có rơi xuống nước thì chỉ đành nhận lấy một cái chết mà thôi. Cao thủ giang hồ thải đều kinh hãi mỗi lần phải đến Đông Phương Gia Bảo. Vì nếu ai khinh thường dùng khinh công tuyệt đỉnh lẻn vào, mặt đầm ấy được Đông Phương Gia Bảo rải một thứ độc khí tự dưng bốc lên ngùn ngụt, làm cho người ta hít vào mất hết công lực, rớt ngay vào chất nước thoáng, trong thì lạnh nhưng chạm vào không khác dầu sôi, và không thể nào nhấc lên khỏi đám sình lầy ấy cho được. Hà Trầm Sa, một tử địa cho bất cứ kẻ nào dám quấy phá Đông Phương Gia Bảo, dám trêu vào miệng cọp. Nhắc lại Thế Hùng, chàng chuyển mình dùng khinh công truy phong bồ ảnh, bay vút vào ngôi nhà to lớn, cất ở giữa đầm lầy. Chàng hạ thân mình xuống mặt đất và vẫn không gây một tiếng động khẽ nào. Thế Hùng phóng mình xuyên qua lớp xương quan sát một nơi, và nhẹ gót như ma lần theo hành lang, tiến đến đồi chiếc cửa lớn tại đại đường. Bỗng nghe một giọng nói quát vang lên: "Đứng lại!" Trong bầu sương lạnh bỗng vang lên tiếng lanh lảnh như thế. Thế Hùng liền ngừng ngay và phóng mắt đến nơi phát âm. Bốn cao thủ lực lưỡng ở phía nhà tiến nhanh đến dây chặt Thế Hùng, khí thế như vách sắt tường đồng không mong gì phá được. Một kiếm thủ thét lớn: "Tiểu tử, ngươi là ai mà dám dấn thân vào nơi hổ quyệt hả?" Thế Hùng đanh giọng: "Nhạc Thế Hùng, Nhạc Thế Hùng." Thế Hùng trầm nặng giọng như ngọn âm phong dưới giải tuyệt mộ lạc vậy: "Đúng như vậy, ta đến đây để lấy đầu của nhân vật Đông Phương Gia Bảo." Thối lui một bước, bốn kiếm thủ của Đông Phương Gia Bảo chừng như rúng động vì lời nói của chàng trai trẻ, nhìn nhau như thầm hỏi ý. Thế Hùng thét lớn: "Bọn người mau gọi Đông Phương Lượng ra đây cho ta chẻ xác đi." Không thể chịu đựng trước lời lẽ ngông bạo tột cùng của Thế Hùng, bốn vị kiếm thủ đồng nhảy sổ vào trong loang loáng thanh trường kiếm, gầm lên vang động: "Tiểu ma, người phải chết tại chỗ này." Bốn làn tuyệt kiếm nhoáng lên như ánh sao rơi, bọc lấy thân hình chàng trai tưởng chừng như băm dặm ra thành muôn vạn mảnh. Thân hình của Thế Hùng bỗng nhiên biến mất. Bốn kiếm thủ kinh hồn thối lui, há hốc mồm kinh hãi, sắc diện đã pha màu chạm. Một tên cao thủ lắp bắp: "Hắn là ma hay sao?" Thì ra Thế Hùng dùng tri phong bộ ảnh thoát thân như ma muội ra khỏi vòng tử thần, khiến cho bốn tên kiếm thủ của Đông Phương Gia Bảo động phách kinh hồn, cho đó là bóng quan hồn hiện về quấy phá. Thế Hùng bay vòng ra phía sau lưng của bốn tên kiếm thủ, thoáng nhận thấy như vậy liền cất giọng âm hồn nghe như quỷ khóc mà rền: "Hãy gọi Đông Phương Lượng ra đây, không thì chết." Thế Hùng kéo lẫy nhảy trong không khí khiến cho bốn tên kiếm thủ rung lên cầm cập, từ từ quay thân mình lại. "Tiểu tử, người chớ có dở trò ma mị nhát người." Một tiếng rống lên từ phía cuối hành lang, hai bóng người bắn đến trước mặt của Thế Hùng. Âm dương song sát. Đây chính là U Minh Ma Sứ cùng với vợ là Bạch Cốt Dị Nương đang phóng tia lửa kinh hồn đến thân hình của đối thủ. "Hoàng gia tường báo, ta thề bầm sát chúng bay để trả thù cho gia phụ." Thế Hùng cảm thấy cả một bầu trời kinh hồn trước mắt của chàng. Hình ảnh phụ thân chết dưới ngọn chiều tán mạng của âm dương song sát, chàng liền nổi giận lôi đình: "U Minh Ma Sứ, ta đến đây để chặt đầu ngươi. Và con quỷ cái kia đem về tháo giả bình tới linh hồn cho người đã mất." Bạch Cốt Dị Nương nghiến răng trèo trẹo tiến sâu vào vùng đất trong dải hành lang rộng chừng hai trượng bằng gỗ, ré lên lông trời: "Tiểu ma, hãy nhận lấy cái chết đây." Đồng trong câu thét, song chưởng của Bạch Cốt Dị Nương đưa ầm ầm về phía Thế Hùng một ngọn chưởng nặng nề như thái sơn. Khí lực di sơn lấp hải gần như phương vị chàng trai trẻ như chớp. Miệng thì thét lên như hổ rống, toàn thân của Thế Hùng thụp xuống một chút, lần theo long trảo dựng song chưởng kết hợp toàn thân. Thần tốc đưa ra ngọn kình lực ghê hồn, đùng! Cả gian nhà ngổ nguy nga, chấn động như bị sóng chuyển nước nhồi.
Thân hình của Thế Hùng lệch hẳn về một bên, huyết mạch chấn động đến ói ra một dòi máu. Một vài huyệt đạo đã bế tắc khiến cho chàng cảm thấy đau nhức tạng phủ vô cùng. Bạch Cốt Dị Nương giấu bộ mặt héo hắt, thè thé giọng nói: "Tiểu ma, hãy coi đi." Làn kinh khí thoát nhanh ra khỏi chưởng trung của ma nữ, ào ào di động đến vị trí chiến đấu của Thế Hùng, gây nên một thế công. Thế Hùng nghĩ rằng đường chiêu của mình hãy còn non kém, mặc dầu nội lực tăng lên gấp bội, nhưng cũng khó mà ngang ngửa chống đối với đối phương nếu không dùng thân pháp ảo kỳ. Với ý nghĩ như vậy, Thế Hùng không chờ chưởng kình của Bạch Cốt Dị Nương xô tới, chuyển mình như anh linh tan mất. U mình mà sứ thét lớn: "Nương tử, hãy có chừng độc thủ." Bạch Cốt Dị Nương nghe tiếng thét liền thối lui, nhưng bình. Thế Hùng bỗng hiện gần đối phương chừng năm bước, thuận thế đập một chưởng, một chiêu chí mạng. Nhận trọn ngón chiêu đó, Bạch Cốt Dị Nương tung bắn ra tám thước, phúng ra một dòi máu tươi trên sàn gỗ, thần sắc như đổ chạm. Điều đó chứng tỏ rằng Dị Nương thọ vết thương khá nặng. Rúng động toàn thân trước thân pháp của Thế Hùng, U Minh Ma Sứ rống lớn: "Tiểu ma, chớ có thị hùng." Lập tức U Minh Ma Sứ kéo hữu chưởng lên, dẫn toàn thần công quật ra ngọn ma phòng. Thân hình của Thế Hùng chợt biến mất. U Minh Ma Sứ giật bắn thân hình, nhúc lên nóc gia trang để tránh khỏi ngón chiêu từ trong vô hình tập kích. Quả vậy, Thế Hùng dùng tuyệt pháp di thân di động thân hình, song chưởng đưa tới từ cánh hữu sang tới mười thành quả hậu. Ầm! Mặt gỗ nát vụn như cám, chứa một lỗ hổng bằng dòng ôm, cả gian nhà rung động kinh hồn. Thế Hùng chợt hiện ra ở giữa tràng, giọng nói trầm khiếp như âm hồn: "Thù nhân, chạy đâu cho khỏi tay ta." Bạch Cốt Dị Nương lấy lại được công lực sau ngón đòn chí mạng, vươn tay ra đấu với chồng. U Minh Ma Sứ phóng dèo xuống trở lại chỗ cũ. Bạch Cốt Dị Nương tiến lên, song chưởng đưa ra, chờ phát động. Thế Hùng lắc mạnh thân mình biến mất, nhanh như ánh chớp. Bạch Cốt Dị Nương bay vèo về phía Thế Hùng và biến dạng, trong khi U Minh Ma Sứ chuyển mình theo ma đạo của Thế Hùng. Mấy tiếng ào ào vang lên, một ngọn chưởng từ trong vô hình đánh ra và thân hình của Thế Hùng thoạt hiện rõ ràng cách đó một trượng. U Minh Ma Sứ thét như rợn người: "Hãy thưởng thức tuyệt chiêu Thái Sơ Thần Chưởng." Một ánh lửa đỏ nhoáng lên, ngập bầu không khí quyển quật xuống đầu của Thế Hùng, rung động tâm linh. Thế Hùng không ngờ U Minh Ma Sứ nhanh đến như vậy, giá lại vì chàng quá tin tưởng vào Tri Phong Bộ Ảnh nên ơ hờ, không thể nào né tránh cho kịp. Ầm! Một tiếng thét long trời, thân hình của Thế Hùng ngã lăn bắn ra ngoài cả trượng. Nhưng nhờ có thanh gỗ, nếu không Thế Hùng đã lọt xuống Lưu Hà Trầm Xa rồi vậy. Cơ hội ngàn vàng để trong phút giây tanh màu đỏ, khiến cho Bạch Cốt Dị Nương thè thé giọng cười xô mình sát bên Thế Hùng, đập xuống một ngón chiều sấm sét. Tình khí từ bên trên đổ xuống như núi xa trời sập, và số mạng của Thế Hùng như ngàn cân treo sợi tóc mà thôi. Nhưng trong lúc thập phần nguy cấp đó, Thế Hùng dẫn hết nội lực trong người, triển vận Tri Phong Bộ Ảnh, thoát đi nhanh qua một trượng, nhường cho luồng kinh khí đó đánh xuống. Ầm! Mặt gỗ nát như cám, bụi mờ khắp cả một vùng, gian nhà chấn động kinh hồn, khiến cho mấy cao thủ Đông Phương Gia Bảo đứng dây quanh ở cuối hành lang loạn chọn thân mình muốn té vậy. Đánh trợt một chiều, Bạch Cốt Dị Nương ré lên, dòng thân mình như rồng lên trên mây trở về vị trí cũ như ánh chớp. Bỗng nghe soạt một tiếng, luồng kiếm quang loáng lên một cách kinh hồn. Thế Hùng hiện rõ cách hai đối thủ một trượng và đứng sát vào cánh cửa đại đường. Tinh quang của chàng ngập đầy tia máu hận. Thế Hùng cất giọng thoát hồn lên: "Số mạng của lũ người đã chấm dứt hôm nay rồi." U Minh Ma Sứ và Bạch Cốt Dị Nương thải đều chấn động trước câu khiếp hồn của đối thủ dưới tay, nhưng tuyệt pháp Tri Phong Bộ Ảnh vô cùng thần quá nên không thể nào đến gần được. Và lúc bấy giờ đối thủ đã rút trường kiếm ra, chắc hẳn đây là lần quyết liệt nhất trong đời song sát
đã từng nổi tiếng trên giang hồ, đứng đầu trong các tài cao thủ của Đông Phương Gia Bảo, nên họ giữ đến chức thủ ly. Khi ấy Thế Hùng khoa lên một luồng kiếm, dạch ngang qua mặt của đối thủ như để thị uy. U Minh Ma Sứ kêu lên: "Yết Hòa quyết kiếm!" Thế Hùng cất tiếng cười khang, nghe đanh lạnh như muốn chém vào tủy sống, gằn từng giọng căm hờn nói: "Âm dương song sát, số mạng của bọn ngươi hôm nay sẽ chết dưới kiếm của ta. Tuyệt kiếm này sẽ chẻ xác bọn ngươi để đem về thả giáo bình, tế dòng linh cho gia phụ." Lạnh toát thần hồn, lời nói của Thế Hùng như tiếng nói tử thần vang dội từ dưới âm ti lên cõi thế, khiến cho hai vợ chồng Âm Dương Song Sát tê giá cả thân mình. Âm Dương Song Sát liều mình xông tới, chỉ nghe phịch một tiếng, một chiếc thân đổ xuống sàn gỗ, bóng như gương. Khúc thân văng bắn ra giải đành đạch như rắn bị đập đầu rồi im lìm. Chiếc đầu bằng như cái cầu, nhưng chỉ lọt một cái giọt máu ra ngoài sân mà thôi. U Minh Ma Sứ thét lên một tiếng tan hồn: "Trời ơi nương tử!" Thì ra Bạch Cốt Dị Nương đã tán mạng với tuyệt thức Tiết Hòa quyết kiếm do tài của Thế Hùng sử dụng. Thế Hùng thoáng hiện cách U Minh Ma Sứ chừng ba thước, chỉ thanh trường kiếm thẳng vào mặt của đối thủ, rét lạnh như trường đao kéo trên thép vậy. Nguy khốn tột cùng, trong khi Thế Hùng đang nhìn sâu vào dòi máu thù của U Minh Ma Sứ, hai bóng người tiến vào đấu tràng như ma, chẳng hề gây một tiếng động nhỏ. Nhiệt Nhĩ Hầu, Đông Phương Sóc, đệ tử của Tứ Hải Thiên Dương Đông Phương Lượng, bỗng xẹt thân mình như một mũi tên, chĩa 10 ngón chỉ phong, chắp quập xuống đầu của Thế Hùng, khí thế như chiếc nơm của Ma Dương chụp Bát Hồ. Thoáng nghe có tiếng gió động, Thế Hùng nhận biết có ai đó đã tấn công lén phía sau lưng của mình. Chàng không kịp dùng tuyệt pháp khinh công biến đi, chỉ dung thanh trường kiếm thành tàn hoa lửa hồng để che kín thân mình. Thần thủ lệch quá sâu vào thế công, Nhiệt Nhĩ Hầu, Đông Phương Sóc không thể nào trụ thân mình được, liền kêu lên một tiếng thất thanh, giật chân mình qua một bên hầu tránh khỏi miền quan khủng khiếp. Nhanh như sắp giật ngương trời, từ bên ngoài Tứ Hải Thiên Dương nhận thấy con đã lâm nguy vào tuyệt thế như vậy, liền chuyển mình đưa ra một đường chiêu kinh hồn. Mấy tiếng ào ào vang lên, cơn gió lốc lạ lùng chuyển lên cuốn hút thân hình của Nhiệt Nhĩ Hầu văng bắn ra ngoài khoảng hơn một trượng. Tứ Hải Thiên Dương Đông Phương Lượng vuốt chòm râu cước dài quá ngực, thoáng kỳ quang chiếu thẳng vào mặt của Thế Hùng. Lão đạo thủng thỉnh dáng điệu như một đại thần, từ từ tiến đến trước mặt đối phương trẻ tuổi. Tứ Hải Thiên Dương trầm giọng kinh hồn: "Tiểu tử, ngươi là ai mà dám lộng hành ở Đông Phương Gia Bảo hả?" Thế Hùng rít giọng căm hận: "Nhạc Thế Hùng?" "Sao? Ngươi tên gọi là Nhạc Thế Hùng? Ngươi là thằng nghịch tử của hai nhà Triệu Nhạc sao?" Thế Hùng tràn thân hình qua cánh trái: "Hẳn ngươi kinh ngạc vì sự có mặt của ta ở nơi đây?" Tứ Hải Thiên Dương Đông Phương Lượng trỏ vào cái xác chết của Bạch Cốt Dị Nương rất thảm thiết trên sàn gỗ rồi đanh giọng hỏi: "Ác lai ác báo, nợ máu chỉ lấy nợ máu bồi thường. Người đã sát hại người của Đông Phương Gia Bảo thì khó mà thoát thân khỏi chốn này. Rõ ràng thằng tiểu ma đầu ngươi mới chừng ấy tuổi đã hành động như một đại sát tình, ám hại cả nội ngoại tổ, giờ còn tới đây gây họa hay sao?" Bầu không khí Thế Hùng bỗng nhiên sôi sục vì câu nói của Tứ Hải Thiên Dương. Chàng nhớ lại câu chuyện lão nhân này đã đến tế nội tổ dạo nào và dùng tuyệt thủ định phá nắp quan tài người chết với một ý định chi đó không biết. Nhưng bây giờ chứng nhân đã có trước mặt, Thế Hùng nghĩ phải tìm cho ra được tất cả sự thật trong quyết án tài đình đã làm cho cha mẹ chàng phải mạng vong. Thì ấy Nhiệt Nhĩ Hầu đã đến lại gần bên chàng, hất chiếc cằm rậm rạp, hàm râu đỏ như lửa cháy: "Giết gà chớ dùng dao mổ trâu, gia phụ bình thân đi, hãy để con chẻ xác cái thằng tiểu tử này." Và không đợi cho Tứ Hải Thiên Dương kịp trả lời, Nhiệt Nhĩ Hầu xô thân mình qua một bên, toàn thân thấp xuống, song chưởng dựng lên,
kết tập toàn bộ thần công, nói như thét vào mặt của đối thủ: "Tiểu ma, hãy chờ cái chết đi!" Hai luồng ma mị mười thành quả hậu ào ào như thác đổ núi xa. Dương Ba nộ hãi quần quật chưởng kình xuống đầu của Thế Hùng. Thế Hùng mỉm một nụ cười lạnh lẽo, thân hình lắc một cái biến mất. Một thủ hạ của Đông Phương Gia Bảo kêu lên: "Thiếu chủ, cẩn trọng!" Nhật Dĩ Hầu thoáng biết sự lợi hại của đối phương nên thối lùi ba bước. Theo đó, phóng sai phi đạo, lật hắn người ra ngoài, hút theo Nhật Dĩ Hầu loạn choạn xích ngã. Liền trong giây phút đó, một luồng chưởng phong nặng nề như trái núi nổ ra trong vô hình. Và ngay nơi đấy, thân hình của Thế Hùng bỗng hiện ra rõ ràng. Rung động thần hồn, Nhật Nhĩ Hầu hét lên một tiếng thất thanh và chỉ nghe bình. Thân hình của Nhật Nhĩ Hầu tung bắn trở lại như chiếc túi cầu, dội vào vách gỗ đánh sầm một tiếng rớt xuống sàn. Nhật Nhĩ Hầu ôm lấy ngực, chuyển thân mình, đứng lên phóng tầm mắt, giọng thẫn khiếp: "Ta thề lấy cái chết báo thù này!" Thế Hùng cất giọng đanh lạnh: "Ta tới đây để đào huyệt mộ cho cha con ngươi, và ta hỏi cho ra tại sao lão thất phu kia lại có hành động kỳ quái trong linh điện nội tổ của ta trước kia." Thứ Hải Thiên Dương khoát tay ra hiệu cho đứa con trầm nặng bước đến trước mặt của Thế Hùng, cất giọng như chuông đồng: "Tiểu mà, trước khi tế độ cho người, ta cũng nên nói rõ ràng ra cho người biết. Ta đến Nhạc Gia Trang dội giả để xem thiết trưởng thần quân chết có đào đớn hay không ấy mà." Không dừng lời được nữa, Thế Hùng thét lỏng trời: "Thế thì ngươi phải chết!" Tiết Hòa quyết kiếm loang loáng màu hồng, phủ chụp xuống đầu của Tứ Hải Thiên Dương như hoa đào rơi tơi tả trong gió. Kiếm khí rít lên những tiếng rợn hồn, kiếm quang kết tập thành một chiếc lưới buông phủ xuống trước mặt Phương Dị. Tứ Hải Thiên Dương hừ lên một tiếng lạnh lẽo. Lão nhân dung phất trần, thân hình như ma mị, lao xuống trong kiếm hình, tiếp sát thân hình của Thế Hùng càng lúc càng gần hơn. Kinh hãi vô cùng, Thế Hùng không ngờ Tuyết Hoa quyết kiếm đã chẳng có công hiệu đối với Tứ Hải Thiên Dương. Lão thất phu tiến sát vào kiếm hình như vào chỗ không người. Sự thật sở dĩ có chuyện như thế vì kiếm pháp của Thế Hùng tuy có thần thục nhưng chưa đạt đến mức tuyệt chiêu như ngoại tổ, nên không thể xuất kiếm ra khỏi vòng tay để chẻ đầu đối phương và thu về được như nhị cửu hai ngoại tổ của chàng. Nhắc lại Thế Hùng, khi nhận thấy Tứ Hải Thiên Dương dùng phất trần đánh trận kiếm thế và luồn cuối theo thế công của mình, một lúc càng tiến gần hơn thêm khiến cho chàng trai trẻ lúng túng, nhưng không thể nào ra khỏi dòng kềm tỏ của ngọn roi kỳ diệu của Tứ Hải Thiên Dương. Qua hơn tám thức tuyệt kiếm, Thế Hùng cảm thấy mồ hôi bắt đầu ướt lạnh, toàn thân cơ hồ không còn đứng vững được nữa. Thế Hùng nghĩ tới không thoát khỏi dòng kềm tỏ là bị thảm hại ngay, với ý niệm như thế, Thế Hùng dốc hết toàn lực còn lại đưa ra một làn ác kiếm nhằm ngay thân hình của Tứ Hải Thiên Dương xẹt xuống. Như một ánh sao băng, hai tiếng phập phập vang lên. Tứ Hải Thiên Dương thối lùi ba bước, thần khí vẫn điều hòa, xốc lại chiếc đại bào, bước đến trước mặt của Thế Hùng. Bỗng nhiên lão nhân thét lớn: "Tiểu ma, hãy đền mạng!" Lập tức làn khói nhỏ tỏ nhanh ra khỏi chưởng trung, nở rộng ra một như một chiếc nắm đè xuống đầu của Thế Hùng. "Thiên La Chưởng!" Một cao thủ Đông Phương Gia Bảo kêu lên khi thấy chưởng hình của Tứ Đại Thiên Dương xuất động, rúng động toàn thân. Thế Hùng biết ngay đối phương đã dùng tuyệt chiêu tối hiểm của võ lâm để truy hồn đoạt mệnh. Chàng không dám chống đỡ, vội nhấc thân hình lên bài biến như ma trời. Tứ Hải Thiên Dương đưa chưởng đạo lên cao một chút, giữ vẹn chưởng hình. Thân hình của Thế Hùng bỗng hiện ở cuối dải hành lang. Tứ Hải Thiên Dương rít lên một tiếng, tập kích một thế công lôi nộ. Trong khi ấy, Nhiệt Nhĩ Hầu cũng đã tràn thân mình vào đấu trường, song chưởng thần tốc đẩy ra. Lập tức ngọn ma phong chói lọi, bãi màu tót nhanh ra không gian. Thất tình ma đạo! Cao thủ Đông Phương Gia Bảo kêu lên một tiếng bộc lộ vẻ mừng khi thấy ngón chiêu thần tốc hãm khốn tù nhân. Nhưng lại trong trận đấu, Thế Hùng lúng túng rõ rệt, chưa chuyển động được thân hình.
Chỉ nghe bùng một tiếng rồi hai tiếng phập phập. Thân hình của Thế Hùng bắn tung vào vách gỗ trở ra. Thế Hùng bước đi như kẻ sai ghi đậm vết máu trên sàn gỗ. Nhìn kỹ lại thân hình của Thế Hùng đã bị thất tinh ma đạo của Nhiệt Nhĩ Hầu chém dài ba vết trước ngực, máu phun ra lai láng như một con hổ đói. Thế Hùng rống lên, chuyển thân mình đến sát bên Tứ Hải Thiên Dương. Chàng đưa ra một luồng kiếm tuyệt, ánh kiếm lóe lên. Bỗng nghe phục một tiếng, thân hình của Thế Hùng gục xuống như chiếc áo rũ. Thành Tiết Hoa Quyết kiếm cắm trên sàn gỗ rung lên bần bật. Tứ Hải Thiên Dương thét bảo thủ hạ: "Hãy lấy Long Thằng mà trói hắn lại cho ta." Hai tên thủ hạ bước ra tuân mạng. Và cả hai tên thủ hạ tiến đến gần Thế Hùng cúi xuống. Thế Hùng bỗng đứng phát dậy, thần ước đá dút ra. Chỉ nghe bợp một tiếng, một tiếng thét rợn hồn vang lên làm xáo trộn cả bầu trời không khí. Nhìn lại, một cao thủ đã ngã ngửa ra, thiền linh cái trúng ngọn thiết thủ của Thế Hùng nát bấy, tung té máu ốc khắp mặt sàn gỗ. Trong khi đó chiếc thay giải đành đạch trên sàn bắn máu dằn tung té khắp nơi. Tên cao thủ còn lại chấn động cả thần hồn, mặt như cắt không còn một tí máu. Nhiệt Nhĩ Hầu gầm lên như quỷ dữ: "Ma đồ, Đông Phương Gia Bảo thì bầm sát của ngươi ra dạng mảnh." Song chưởng dựng lên, bảy màu ma mị thoát ra khỏi bầu không gian. Thế Hùng loạn choạng đứng lên, xô thân mình sang một bên nửa trượng, nhường cho ánh tử đạo xẹt ngang qua một cách nguy hiểm. Nói riêng, sở dĩ Thế Hùng không thể bài biến đi được là vì các huyệt đạo trong người đã bế tắc hết một nửa, không thể triển vọng chân khí được. Và ngón chiêu thất tinh ma đạo của Nhiệt Nhĩ Hầu khác nào bãi lưỡi cương đào khó lòng mà tránh khỏi. Nhắc lại, Thế Hùng né tránh khỏi chưởng đạo của Nhiệt Nhĩ Hầu, liền dung bắn lên cao, định nhờ lợi thế để đưa xuống một đường chiêu tối độc. Nhưng Tứ Hải Thiên Dương phía bên ngoài đã đẩy mạnh một ngọn âm kình như hàng vạn trái núi sồ tới. Nước đã đến chân, Thế Hùng không thể né tránh cho kịp trước lối công ma mị của Đông Phương Lượng. Toàn thân của chàng đành phải hứng chịu. Bùng! Thân hình của Thế Hùng văng lên chạm phải ngọn cây, đánh thình một tiếng rơi xuống như một khối đá. Thế Hùng lăn lộn, đôi cái, vết thương theo đó phúng máu chan hòa một góc hành lang. Giây lát sau mới im lìm. Tứ Hải Thiên Dương cất giọng cười lạc lõng: "Âu là cơ hội này, ta mang thằng tiểu ma vào sống cho thù nhân đi." Nhiệt Nhĩ Hầu bước tới hỏi: "Phụ thân, giết thằng tiểu tử cho rồi, chớ để di họa về sau." Tứ Hải Thiên Dương gằn giọng: "Không thể giết hắn được, theo ta thuận thời cơ mà giao thằng tiểu mà cho một trong hai kẻ thù nhân để lập thế liên kết mà tận diệt gia bảo kia. Sao cuối cùng..." Nhiệt Nhĩ Hầu thẳng thốt kêu lên: "Độc bá võ lầm." Tứ Hải Thiên Dương mỉm một nụ cười thỏa mãn: "Đúng như vậy, độc bá võ lầm đó." U Minh Ma Sứ nén cơn bi lụy trước cái chết của Bạch Cốt Dị Nương lên tiếng nói: "Nhưng còn giang hồ hai đạo hắc bạch thì sao hả cha?" Tứ Hải Thiên Dương trợn tròn nhãn cầu to bằng viên thiết đạn nói khiếp hồn: "Ta đã có chủ định rồi." Ngừng lại thời khắc, Tứ Hải Thiên Dương nhìn Nhiệt Nhĩ Hầu một lúc rồi âm âm giọng nói: "Đồng Phương Sáu, hãy giam hắn vào thạch lao, chờ ngày thuận tiện sẽ thi hành dựng kế." Thiết Nhĩ Hầu cúi đầu: "Thưa dân mạng." Tứ Hải Thiên Dương phất trưởng trở lui vào trong đại đường. Nhiệt Nhĩ Hầu nhìn xuống cái xác của Thế Hùng mỉm cười rất là đắc ý: "Độc bá võ lâm." Vừa nói hắn vừa đến bên Thế Hùng, biết rằng nhờ bởi Hồng Dương quyết lộ của Hồng Thể Diệp Nương nên thần lực của Thế Hùng rất dồi dào. Nên khi bị ngất đi chỉ giây khắc sau là chàng đã tỉnh lại. Nhưng khi nghe câu nói của Tứ Hải Thiên Dương về dự tính âm độc hầu chiếm ngôi độc bá võ lâm, Thế Hùng giả im chờ chết. Đến khi nghe thấy Nhiệt Nhĩ Hầu định cúi xuống ôm lấy mình, nên Thế Hùng dùng mình lên như lý ngư hí thủy, tung thần cước ngàn cân
vào ngực của đối thủ. Nhiệt Nhĩ Hầu phóng mắt trông thấy kịp, gầm lên một tiếng, thân hình dương song thủ đón chận ngọn cướp của Thế Hùng. Bình! Cả hai đối thủ thải đều thối lui, thân hình của Thế Hùng lộn trở lại, thần khí thay đổi rõ rệt. U Minh Ma Sứ phía bên ngoài tràn, nhận thấy đối phương quá hung hăng, hắn đồng thời phóng song chưởng ra. Lập tức một làn lửa đỏ nhoáng lên, Thái Dương thần chưởng đổ xuống Thế Hùng như ngọn quả sơn. Thế Hùng thất kinh hồn đảm, thối lui nhưng bình một tiếng. Thế Hùng thét lên một tiếng thảm liệt, bắn nhòi lên trên sàn gỗ bóng, miệng ói ra một ngụm máu tươi. Y phục nham nhở cháy khiến cho chàng cảm thấy đau nhức vô ngần. Thế Hùng ngất đi vào cơn giả chết vì toàn thân đã mềm như trái rụng. U Minh Ma Sứ tràn thân mình tới kéo đơn chưởng lên cao, vỗ xuống một ngọn chiêu đoạt mạng. Nhiệt Nhĩ Hầu gầm vang lên: "Thủ lý, hãy ngừng tay lại." U Minh Ma Sứ cắn chặt môi thu hồi thế công: "Tạm tha cho người cái chết, nhưng quyết thù ngàn thuở không tha." Và nhân vật Đông Phương Gia Bảo thét thủ hạ trói Thế Hùng bằng loại dây gân kỳ lạ, dẫu cho dùng giấy thế nào cũng khó lòng thoát thân cho được. Nhiệt Nhĩ Hầu đưa tay sờ hàm râu nham nhở, cất giọng băng hồn: "U Minh Ma Sứ, nên dẹp bỏ thù riêng lại một bên đi, vì dù thế nào thì thằng tiểu ma cũng không thể sống được. Nhưng cái chết của nó có lợi cho mưu đồ của chúng ta đó." U Minh Ma Sứ không nói một lời, thò tay nắm lấy Thế Hùng xách lên. U Minh Ma Sứ thè thè giọng: "Đã mất dịp trẻ thầy, nhưng hắn cũng phải chết một cách kinh hồn cho đáng đời hắn." Trong khi chuyện trò với thuộc hạ tính cẩn, Tứ Hải Thiên Dương đã cẩn trọng xem xét vết thương của U Minh Ma Sứ. Tứ Hải Thiên Dương lẩm bẩm: "Quyết kiếm của thằng tiểu mà chưa đáng sợ nên mới lưu quyết, chứ như tuyết hòa quyết kiếm luyện đến mức thần khốc thì chỉ dùng ra khỏi vòng tay, thảm hại đối phương không ghi lại một giọt máu nhỏ nào. Vì tất cả huyệt trong người chấn động, vì âm khí ánh kiếm nên tất cả đều dội về tim làm dở nơi ấy." Nói xong, Tứ Đại Thiên Dương chăm lo băng rịn vết thương cho U Minh Ma Sứ lại như của Nhiệt Dĩ Hầu. Xong xuôi đâu đó, lão nhân thét bảo bọn thủ hạ đem cả hai vào tỉnh phòng cho nghỉ ngơi an thần. Thế rồi Đông Phương Gia Bảo trở lại cảnh u sầu thầm kín của nó. Nếu có một ai đi ngang qua cổ đạo Lưu Hà Trầm Sa nhìn ra Đông Phương Gia Bảo, không thể ngờ rằng nơi đây vừa xảy ra một cảnh quyết chiến kinh hồn của những tài khiếp đảm võ lâm, máu thịt đã chan tràn, gây bao nhiêu thù oán. Đông Phương Gia Bảo im lìm trong vạt nắng lên cao, chiều chiếu xuống Lưu Hà Trầm Sa như để nung nấu bãi sình gây rợn toát hồn đó sôi sục lên vậy. Nắng độ xuống bãi sân vắng lặng, khói bốc mờ mờ, thái độ âm độc có ở Đông Phương Gia Bảo hay không? Chấn động tâm linh, cả Nhiệt Nhĩ Hầu và U Minh Ma Sứ cùng hơn 10 cao thủ tuyệt thủ của Đông Phương Gia Bảo có mặt đều thối lui, dõi mắt về nơi phát ra tiếng nói âm hồn. Bốn bề im lặng, bọn Đông Phương Gia Bảo nhốn nháo cả lên vì không trông thấy được hình dáng của con người thần bí kia. Nhiệt Nhĩ Hầu gầm vang trên nóc đại đường: "Nhân vật nào du hành ngang qua đây lại giở trò ma mị ấy, làm gì cho thêm thẹn? Nếu có bạo gan hãy xuất đầu lộ diện, để ta xin phúc gửi nắm xương tàn nơi Lưu Hà Trầm Sa kia." Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần 5, tác giả Lã Phi Canh đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.